Họ sẽ là những người truyền tải những lời chúc mừng hạnh phúc đến tất cả toàn thể quý vị quan khách. Và thay lời cho gia đình nhà trai hoặc nhà gái, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đó là bác em bác ạ. Vị đại diện cho gia đình nhà gái sẽ có một đôi lời gửi đến tất cả quý vị có mặt trong ngày hôm nay ạ. Họ sẽ là những người truyền tải những lời chúc mừng hạnh phúc đến tất cả toàn thể quý vị quan khách. Và thay lời cho gia đình nhà trai hoặc nhà gái, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đó là bác em bác ạ. Vị đại diện cho gia đình nhà gái sẽ có một đôi lời gửi đến tất cả quý vị có mặt trong ngày hôm nay ạ. Tông vào một cái tay cắt 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 cắ